Tăng cường sinh lực nam giới, tăng cường sức khỏe, sức đề kháng người trung niên, người già, giúp phụ nữ trẻ đẹp từ bên trong, chống lão hóa, cho làn da căng mịn. Viên tổng hợp sâm nhung linh chi Hàn Quốc hiệu quả ngay lần đầu sử dụng. Đàn ông chúng tôi vốn không có biết đến những cái kiểu thực phẩm chức năng hay là viên uống hỗ trợ sức khỏe đâu. Mà đúng là khi mà sức khỏe của bạn cảnh báo rằng là bạn mệt mỏi, bạn stress do công việc, bản lĩnh của đàn ông của bạn trong chuyện tình cảm, chuyện vợ chồng bị ảnh hưởng, thì ngay lúc đấy, sự hỗ trợ của viên uống tổng hợp sâm nhung linh chi Hàn Quốc là giải pháp hiệu quả nhất đối với tôi và giúp cho tôi nhận ra là dù nam hay nữ thì cũng sẽ có những lúc cần đến những sản phẩm tốt như thế này. Viên tổng hợp sâm nhung linh chi Hàn Quốc với chiết xuất hồng sâm Hàn Quốc lâu năm cùng chiết xuất lộc nhung, chiết xuất nấm linh chi, bột ong chúa, dầu đậu nành, dầu cọ, sáp ong và các thành phần hỗ trợ khác tạo nên viên uống tổng hợp hiệu quả, an toàn dành cho mọi người. Với 2 viên mỗi ngày, bạn sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, giảm căng thẳng, tràn đầy năng lượng cho ngày dài làm việc. Người trung niên, người già cảm thấy cơ thể khỏe khoắn, dẻo dai hơn, chống sự suy nhược và hạn chế phát sinh bệnh tuổi già. Đặc biệt sản phẩm giúp tăng cường và cải thiện sinh lý nam giới. Mẹ tôi tuổi đã cao nên hay bị nhức mỏi chân tay và tụt huyết áp. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn sản phẩm này để mua tặng cho mẹ tôi dùng thử. Tôi thấy con trai tôi mua cái viên tổng hợp sâm nhung linh chi Hàn Quốc cho tôi uống, thì tôi dùng nó tôi thấy người khỏe ra này, rồi chân tay cử động rất là dễ dàng, mà huyết áp rất là ổn định. Cho nên tôi thấy cái sản phẩm viên tổng hợp sâm nhung linh chi Hàn Quốc này rất là tốt cho những người trung tuổi như tôi.